chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị trong việc chúng ta sẽ cùng nhau hướng lên và nhìn thấy lửa sẽ rơi xuống. Chúng ta cùng đến 1, 2, 3 nhá. 1, 2, 3. Thank you.
Chai nan chai nan, with your purple.
我已经给你找上面。
của Chúa. Vâng, mùa 2 của chúng tôi thực sự rất là háo hức cho cái buổi tiết mục này, bởi vì cái bài múa của chúng tôi rất là đặc sắc và đầy sáng tạo. Nên trước khi biểu diễn, xin kính mong toàn thể anh chị em chúng ta nổ rằng vỗ tay thật lớn hơn nữa. Tôi với các khúc là xin dân cha tạo ra một loài trái tim. Vậy thì anh chị em nào chúng ta biết hát bài này thì cùng ca tổ của chúng tôi ạ. Vâng, xin được bắt đầu ạ. Alo. Yeah.
Và tôi rất là vui mừng khi được chào đón các quý tôi tớ, con cái của Chúa ở trong danh của Chúa Giêsu, trong tình yêu thương của Ngài. Và cảm ơn Chúa vì buổi tối ngày hôm nay, tổ một của chúng tôi rất là được đặc ân vui mừng vì chúng tôi được ở nơi đây để chúng tôi thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng tôi. Và xin mời các anh em của chúng tôi xin được giới thiệu đội hình của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng là buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi không phải là những diễn viên, những ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi có một tấm lòng khao khát rằng được dâng lên Đức Chúa Trời của chúng tôi, tình yêu của chúng tôi dành cho chính mình Ngài. Và chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng tôi. Vì vậy đây là ban múa Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng tôi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn các quý tôi tớ của Chúa có mặt ở tối ngày hôm nay. Và sau đây là bài hát của chúng tôi. Chúng tôi xin được trân trọng dâng lên Chúa trong buổi tối thờ phượng ngày hôm nay qua bài hát Nguyện Theo Giêsu. Hallelujah, hallelujah. Lòng nguyện theo Giêsu, con quyết đi theo Ngài. Giêsu yêu thương ơi, con quyết đi theo Ngài. Lòng nguyện theo Giêsu, con quyết đi theo Ngài. Con quyết không lùi, nguyện theo Giêsu. Hiện tại hay cao xa, con nhất quyết không màng. Sau đây chúng tôi rất hân hạnh vì chúng tôi tổ chúng tôi có một bài thơ được dâng lên Đức Chúa Trời là ba ngôi của chúng ta ở nơi đây. Ngài là khán giả vô cùng tuyệt vời của chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Xin chúng tôi xin được đọc cái câu kinh thánh của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay, đó là sách Thi Thiên 85 từ đoạn 10 đến 13. Tôi xin phép được đọc đoạn kinh thánh này trước và bác sẽ là người sẽ đọc thơ phổ 68. Lục bát. Thư điểm vì không biết lục bát. Vâng, tôi xin phép được đọc phân đoạn Thi Thiên 85 này. Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã khu nhau. Xin lỗi, ai có cái bản dịch cũ không ạ? Đây bản dịch khác rồi, bản dịch truyền thống, bản dịch mới rồi. Lấy điện thoại cũng được này. Cháu xin phép được đọc lại phân đoạn này. Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Sự chân thật nứt mộng từ dưới đất, sự công bình từ trên trời ngó xuống. Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, xứ chúng ta sẽ sanh sản hoa lợi nó. Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. Amen. Thi Thiên là đoạn 85 câu 10, câu 13. Chúa ơi, con bước theo Ngài, con đường chân thật, cho
sống cái cùng hiểu. Thừa kế đức kinh thương yêu từ trời ban xuống thật nhiều bình an. Chúa yêu hết thảy thế gian, công bình ngõ xuống lo toan mọi bình. Chúng con tìm kiếm say mê theo dấu chân Chúa đi về nhà cha. Chúa ban dư dật mọi nhà, hoa lực chính sáng đượm đà sắc hương. Chính Chúa đã đừng yêu thương, tình yêu chân thật là đường con theo. Tôn cao danh Chúa kính yêu, chúng con hiệp nhất bước theo chân Ngài. Nghệ An đại diện cho tổ một, đó là của ba là Hoàng Thị. Bám xuất sắc vào kinh thánh và cho nên cái phần này đã được điểm tối đa. Yeah. Yeah. Vâng, chúc mừng tổ được điểm tối đa của đương phần một. Tổ hai ạ, là tổ mà bước với Chúa yêu thương thì phần này các bạn quên nhiều quá. Ôi tuyệt vời, tuyệt vời tổ bốn. Quá cho nên là hơi bị ít. Thế sau đó thì là đến phần hát thì có phần ngâm thơ, phần kinh thánh. Thì thứ nhất là mọi người không có đọc rõ cái lời kinh thánh lên để chúng tôi biết là cái đoạn này là cái đoạn nào. Cái thứ hai là đọc thì cái kịch bản phần thơ thì không sát lắm, chỉ nói về cha ơi cha là thế này, con thế kia, có nghĩa là mối quan hệ cha con, mà không nói rõ câu kinh thánh là lẽ thật. Khi chúng ta biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha chúng ta, là chúng ta không đi sát vào cái phần câu kinh thánh này, cho nên cái điểm này chúng ta chưa được điểm tối đa, mặc dù là chúng ta có cái phần cái âm hưởng của bài thơ thì rất là đặc biệt. Cái phần tổ 2 thì chúng tôi thấy rằng là tổ này rất là tuyệt vời. Đó là xin dâng ta tạo ra muôn loài trái tim và một Chúa Giêsu đứng ở bên cạnh và Chúa khiến những kẻ yếu mạnh lên trong Chúa. Và Chúa đã động chạm vào người đó và người đó đứng lên và trở nên mạnh mẽ. Và chúng tôi thấy bài hát này là cực kỳ sâu sắc và bài này đã được điểm tối đa. Và Esai đoạn Esai 51, các bạn cũng đã nói phần cải lương của cô Hải rất là đặc biệt và nói rất là rõ từng cái ý tưởng và còn hai câu đổ nữa rất là đặc biệt, thì điểm phần này cũng được điểm tối đa. Còn tổ 1 thì phần phải nói là bà năm nay không biết bà bao nhiêu tuổi rồi ạ. Vâng, bà ngoài 80 tuổi nhưng chúng ta thấy sức sống của Chúa ở trong bà thế nào ạ? Thật là tuyệt vời. Vâng ạ, bà đã làm một bài thơ rất là tuyệt vời của Thi Thiên 85 và nói về sự chân thật và sự công bình ở trước mặt Chúa sẽ như một con đường tốt lành để chúng ta noi theo và bám rất sát vào câu kinh thánh. Và lòng nguyện theo Giê-xu của các bạn thì cũng hơi ngắn một chút, nếu mà có thể là làm được nhiều động tác hơn và nhiều bài hát hơn thì chúng ta sẽ được điểm cao hơn. Và sau đây thì xin mời bạn Nam sẽ công bố tổng số điểm. Và chúng ta sẽ công điểm cho bác hơn 80 tuổi thêm 1 điểm ạ. Có nghe không ạ? Đây
là các bạn amen nhá, tiếp đừng có kiện chúng tôi. Tôi xin thông báo điểm của bốn tổ. Tổ số 3, phần đầu tiên được 200 điểm. Phần thứ hai được điểm tối đa là 300 điểm. Tổ số 4, phần đầu tiên các bạn chỉ được 150 điểm. Phần thứ hai các bạn được 250 điểm. Ok. Tổ số 2, với bài hát Xin dâng cha tạo ra muôn loài trái tim, các bạn đã giành được điểm tối đa là 300 điểm. Với bài cải lương của cô Hải đã giành được 300 điểm. Tổ số 1, bài hát Lòng nguyện theo Giê-xu, lời hát rất hay, điệu múa rất phong phú nhưng tuy nhiên chưa đầy đủ, các bạn chỉ được 250 điểm. Và chúng ta cùng cổ vũ cho bác hơn 80 tuổi giành được 301 điểm. Sau đây là chương trình thứ 3 của chúng ta, là chương trình gì ạ? Trò chơi âm nhạc. Xin mời bốn tổ 1, 2, 3, 4 sẽ tiến sát lên đây để chúng ta bắt đầu tiếp tục chơi. Luồng gió thổi đến nơi nào, ngọn lửa đang bừng cháy, cuộn lên sức sống nóng nung lòng tôi, cuộn lên sức sống cháy trong hồn tôi. Vì Chúa chỉ đến khi nào lòng người khát khao thần Chúa, tình thương rực cháy chiếu sáng linh hồn tôi, đốt lên ngọn lửa sáng soi lòng tôi. Cháy lên vì gió thổi đến nơi đây, gió thổi đến nơi đây, thổi cháy tâm tôi, cháy theo luồng gió biến đổi người tôi, sống theo lời Chúa, sống mãi đời vui. Luồng gió thổi đến ngọn lửa đang bừng cháy, cuộn lên sức sống nóng nung lòng tôi, cuộn lên sức sống cháy trong hồn tôi. Vì Chúa chỉ đến khi nào lòng người khát khao thần Chúa, tình thương rực cháy chiếu sáng linh hồn tôi, đốt lên ngọn lửa sáng soi lòng tôi.